Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2024. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 9, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chương trình làm việc thăm, động viên và ủng hộ tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp đoàn về phía tỉnh có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy. Tại buổi tiếp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê thông tin nhanh với đoàn công tác về tình hình thiệt hại do thiên tai và công tác khắc phục hậu quả của tỉnh. Theo thống kê sơ bộ, sạt lở đất do mưa lớn đã khiến 73 người thương vong, bị thương và mất tích. Trên 160 trường học, cơ sở y tế, công trình thủy nông bị hư hại, hàng nghìn ngôi nhà bị vùi lấp, cô lập, có nguy cơ sạt lở. Trên 3.000 hecta lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị lũ cuốn trôi. 865 vị trí trên các tuyến đường bị tắc, gây chia cắt giao thông. Hiện tỉnh đã phân bổ 50 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, tiếp nhận phân bổ và cấp nhu yếu phẩm cho 1.350 hộ gia đình vùng thiên tai, huy động tối đa mọi nguồn lực để nhanh chóng khắc phục hậu quả, sửa chữa các cơ sở hạ tầng, giúp người dân xây sửa, tái thiết lại nhà ở, khôi phục sản xuất. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên gửi lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ trước những mất mát to lớn về người và tài sản mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Cao Bằng đang gặp phải. Đồng thời trao hỗ trợ 2 tỷ đồng để tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Đón nhận sự chia sẻ và hỗ trợ của đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê bày tỏ trân trọng và cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, nghĩa cử cao đẹp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên dành cho Cao Bằng. Sự chung tay góp sức của cán bộ nhân dân tỉnh Hưng Yên là nguồn lực cần thiết, có ý nghĩa rất lớn để tỉnh Cao Bằng tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng sẽ phân bổ đến nhân dân vùng lũ để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời giúp người dân khắc phục thiệt hại, sớm phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống. Đồng chí mong muốn thời gian tới tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đồng hành kết nối hỗ trợ Cao Bằng không chỉ trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ mà còn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung. Chiều ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau mưa bão tại huyện Hà Quảng. Cùng đi có đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Hà Quảng. Kiểm tra tại địa bàn xã Ngọc Động và Thanh Long, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh và đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các địa phương báo cáo về việc triển khai những biện pháp khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn cục bộ và kéo dài trong nhiều ngày đã khiến nhiều nhà cửa bị ngập úng, sạt lở, tốc mái. Trường mầm non Ngọc Động, trường tiểu học, trung học cơ sở Ngọc Động, trạm y tế xã, trụ sở công an và Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Động, trụ sở công an xã Thanh Long, nhà văn hóa xóm Thanh Sơn, xã Thanh Long. Nhà điều hành điện lực tại xã Thanh Long bị ngập sâu trong nhiều ngày với mực nước từ 1 đến 2 mét. Tính đến ngày 15 tháng 9, tại xã Ngọc Động, mực nước đã rút dần, hiện còn một nhà bị ngập. Tại xã Thanh Long, nước vẫn ngập sâu ở xóm Thanh Sơn với 20 nhà. Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng đã huy động các lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, kêu gọi hỗ trợ và cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ngập trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của huyện Hà Quảng đã chủ động khắc phục khó khăn ứng phó với thiên tai. Đề nghị huyện và xã tiếp tục duy trì lực lượng tổ chức ứng trực, đảm bảo hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trước mắt và lâu dài. Chủ động bám sát tình hình thời tiết và mực nước trên địa bàn để phối hợp với ngành chức năng triển khai kịp thời các phương án xử lý phù hợp sau khi nước rút, nhất là công tác xử lý vệ sinh môi trường, khử khuẩn, đồng thời có biện pháp kiểm soát phòng chống dịch bệnh cho người dân, xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân về nhà ở và sớm khôi phục sản xuất sau khi nước rút. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Xuân Ánh đã tặng quà hỗ trợ cho 7 hộ gia đình bị ngập tại xóm Nậm Ngùa, xã Ngọc Động, trao quà hỗ trợ động viên cho xã Thanh Long và lực lượng tham gia cứu nạn cứu hộ, tặng quà trung thu cho trường mầm non Ngọc Động và trường tiểu học, trung học cơ sở Thanh Long. Ngày 16 tháng 9, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở thuộc địa bàn xã Quốc Toản, huyện Quảng Hòa,
Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa. Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại chân đèo Mã Phục, xã Quốc Toản từ km 297 250 đến km 297 400. Khu vực này xuất hiện các vết nứt ngang dài từ 3 đến 5 m, một số dài trên 10 m, rộng từ 10 đến 50 cm. Mật độ các vết nứt khá dày, cách nhau 0,5 đến 1,2 m, suốt dọc chiều dài khối trượt tiềm năng. Cây cối hoa màu trong phạm vi khối trượt đã bị ngã đổ. Công trượt có quy mô rộng khoảng 60 m, dài khoảng 80 m. Nguyên nhân sạt trượt là do kết cấu đất không ổn định, rời rạc, phong hóa mạnh, độ dốc lớn. Mưa lớn dài ngày làm sườn dốc bão hòa nước, do đó khối trượt có thể sạt lở bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi có mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng trực tiếp đến quốc lộ 3 và quốc lộ 34 và một số hộ dân xung quanh. Tại các điểm ta luy dương đường quốc lộ 3, đỉnh đèo Mã Phục, xã Quốc Toản, từ km 296 850 đến km 296 950, có cột điện cao thế, phía dưới là ngã ba quốc lộ 3, quốc lộ 34 có vết nứt chạy dọc theo hướng Bắc Nam, kéo dài khoảng 20 đến 50 mét. Nếu xảy ra sạt trượt sẽ ảnh hưởng đến 6 hộ dân đang sinh sống tại đây và ảnh hưởng đến đường dây cao thế. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế tại điểm ngập úng Lũng Buốc thuộc xóm Bản Danh Lũng Táo, xã Quốc Toản. Nước ngập úng từ ngày 22 tháng 8 năm 2024 đến nay làm 8 hộ dân bị ảnh hưởng. 7 hecta dòng giềng của người dân bị ngập toàn bộ. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Văn Thạch đánh giá cao sự chủ động của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa trong việc phòng chống thiên tai. Đồng chí yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục chủ động cảnh báo, nắm tình hình tại các điểm có nguy cơ để có phương án ứng phó kịp thời. Các lực lượng chức năng cần tiến hành rà soát, chặt bỏ toàn bộ cây cối, tránh tình trạng gãy đổ cũng như giảm được trọng lượng trên bề mặt đất. Tiếp tục quan sát theo dõi các biến động của cung trượt. Về phía quốc lộ 34, phía trên cần chủ động ngăn dòng chảy, không cho nước tràn xuống theo bề mặt ta luy dương của quốc lộ 3. Cho thông tuyến qua quốc lộ 3 với điều kiện có người cảnh giới ở hai đầu 24 trên 24 giờ, kịp thời cảnh báo khi có nguy cơ xảy ra sạt trượt. Đồng thời yêu cầu người tham gia giao thông cũng cần có sự chủ động, quan sát, nắm tình hình khi di chuyển qua vùng có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Khi có nguy cơ cao xảy ra sạt trượt, Sở Giao thông Vận tải cần chủ động lên phương án phân luồng giao thông hợp lý, đảm bảo giao thông thông suốt. Đối với các vùng ngập úng, chính quyền địa phương cần cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cho người dân và huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc hỗ trợ nhân dân ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra lũ lụt, sạt lở, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Sau đây là một số thông tin hình ảnh do Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng tổng hợp trong đợt mưa bão vừa qua. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2024, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, các khu vực trong tỉnh xảy ra mưa to và rất to, kéo dài trên diện rộng, xuất hiện lũ lớn trên các sông suối gây ngập lụt tại thành phố Cao Bằng. Các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng. Kèm theo mưa lớn, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở các huyện Nguyên Bình, Hòa An, Thạch An, huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm bị cô lập trên diện rộng. Đến ngày 11 tháng 9, nước đang rút dần tại các khu vực bị ngập. Tuyến đường từ Bảo Lạc, Bảo Lâm đi Hà Giang đã lưu thông, song di chuyển còn khó khăn do lượng bùn đất lớn. Tuy nhiên, phát sinh khu vực có nguy cơ sạt lở mới tại huyện Quảng Hòa. Cụ thể, trên tuyến quốc lộ 3, đoạn chân đèo Mã Phục theo hướng từ huyện Quảng Hòa ra thành phố Cao Bằng, lý trình 297-300, có xuất hiện cung trượt sạt, nguy cơ rất cao sạt lở xuống quốc lộ 3. Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải tiến hành kiểm tra hiện trường. Căn cứ mức độ nguy hiểm, hiện đã tạm thời dừng lưu thông tại đoạn đường trên để đảm bảo an toàn, phòng tránh rủi ro xảy ra. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lũ quét, ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tính đến ngày 15 tháng 9, thiệt hại về người, 55 người chết, trong đó chết do đuối nước 2 người tại xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình và xóm Nà Bó, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm. Chết do sạt lở đất, lũ quét tại các xã Yên Lạc, Vũ Nông, Ca Thành, huyện Nguyên Bình là 53 người, 16 người bị thương, 2 người mất tích. Thiệt hại về nhà ở, 1.772 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng, trong đó 46 nhà sập đổ, cháy, hư hỏng hoàn toàn,
91 nhà bị hư hỏng mái, 1.181 nhà bị ngập nước, 451 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng do sạt lở đất. Nhà có nguy cơ sạt lở phải di rời là 455 nhà. Thiệt hại về giao thông, 2.621 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã bị tắc do sạt lở, ngập lụt, tập trung các tuyến quốc lộ 34 đoạn qua huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm bị sạt lở đất, quốc lộ 4A đoạn qua huyện Bảo Lạc, đường tỉnh 212, 216, 202, 215A đoạn qua huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, đường tỉnh 208 nối Trùng Khánh, Hạ Lang. Thiệt hại về công trình giáo dục, có 24 trường học, 3 cơ sở y tế, 48 cột điện và nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, viễn thông, điện lưới, trụ sở các cơ quan, đơn vị bị thiệt hại do sạt lở, ngập úng. Thiệt hại về nông lâm nghiệp, trên 1.911 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, gãy đổ, vùi lấp, trong đó diện tích lúa bị thiệt hại 758,08 ha, diện tích hoa màu bị thiệt hại 1.115,44 ha. Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 530 tỷ đồng. Thiệt hại nghiêm trọng về người tại huyện Nguyên Bình. Trong đó, huyện Nguyên Bình là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất về người. Rạng sáng ngày 9 tháng 9, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều vụ sạt lở đất gây hậu quả nặng nề về người và tài sản. Tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc, xảy ra sạt lở đất lúc 2 giờ sáng, khiến 6 nhà dân bị sụp đổ, vùi lấp, làm 10 người bị thương, 11 người chết. Tại xóm Lũng Nội, xã Vũ Nông, xảy ra sạt lở đất lúc 4 giờ sáng, khiến một nhà dân bị sụp đổ, vùi lấp, làm một người chết. Tại xóm Lũng Lì, xã Ca Thành, xảy ra sạt lở đất lúc 5 giờ sáng, khiến 5 nhà dân bị sụp đổ, vùi lấp, làm 9 người chết, 3 người bị thương. Đặc biệt là vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xóm Quẩy Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9, tại km 180+680 quốc lộ 34, trong khi di chuyển từ huyện Bảo Lạc đến huyện Nguyên Bình, một xe ô tô con khoảng 4 người trên xe và một xe khách hơn 25 người trên xe. Một số xe mô tô bị đất đá sạt lở xuống, đẩy xuống suối và bị cuốn trôi. Một xe ô tô bị cuốn trôi 800 mét, một xe bị cuốn trôi 2,8 km so với vị trí ban đầu, làm 36 người chết, một người bị thương và hai người mất tích. Qua thông tin ban đầu, hai xe trên đang di chuyển thì bị đất đá sạt lở chặn cả phía trước và phía sau. Khách đang nghỉ ở trên xe thì đất đá tiếp tục sạt lở đẩy xuống suối. Ngoài ra đất đá còn vùi lấp một xe ô tô khác không có người và 10 xe mô tô. Thiệt hại tại địa bàn huyện Bảo Lạc. Tại huyện Bảo Lạc, mưa to gây ngập lụt khu vực thị trấn và xã Xuân Trường, làm thiệt hại hư hỏng nhà cửa, hoa màu, công trình trường học, thủy lợi, kè, cầu cống. Nhiều tuyến đường bị sạt lở đất đá, hư hỏng và ngập úng gây ách tắc giao thông, chia cắt một số nơi. Ảnh hưởng nhiều nhất là sạt lở ách tắc trên tuyến đường quốc lộ 34 từ thị trấn Bảo Lạc hướng ra thành phố. Thiệt hại về người, một người bị thương. Thiệt hại về nhà ở, tổng cộng 324 nhà bị thiệt hại, trong đó thiệt hại hoàn toàn 9 nhà, hư hỏng 315 nhà. Thiệt hại về giao thông, 1.584 điểm trên các tuyến quốc lộ 34, đường tỉnh 217, 215, 202, đường huyện, đường xã sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông, đứt gãy một cầu tràn. Thiệt hại về công trình giáo dục, có 10 trường học, 33 cột điện và nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, viễn thông, điện lưới, trụ sở các cơ quan đơn vị bị thiệt hại do sạt lở, ngập úng. Thiệt hại về nông lâm nghiệp, có trên 305,3 ha lúa, hoa màu và 62,5 ha rừng bị thiệt hại. Thiệt hại tại địa bàn huyện Bảo Lâm. Trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt nhiều nơi. Thiệt hại về người, một người chết. Thiệt hại về nhà ở, tổng cộng 337 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó thiệt hại hoàn toàn 3 nhà, hư hỏng 334 nhà. Thiệt hại về giao thông, 43 điểm trên các tuyến quốc lộ 34, đường tỉnh, đường huyện, đường xã sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Đứt dây cáp một cầu treo, nước lũ cuốn trôi một và neo đậu tại điểm Bản Đe, thị trấn Vác Miều. Thiệt hại về công trình giáo dục, có 6 trường học, 4 cột điện và nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, viễn thông, điện lưới, trụ sở các cơ quan đơn vị bị thiệt hại do sạt lở, ngập úng. Thiệt hại về nông lâm nghiệp, có trên 71,83 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Về công tác tìm kiếm cứu nạn, tỉnh đã huy động trên 8.800 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ cùng 5.308 phương tiện, trang bị, vật tư các loại
để tập trung cao nhất công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại các địa bàn bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống của nhân dân. Hiện nay các lực lượng của tỉnh tiếp tục tìm kiếm các trường hợp bị tai nạn do sạt lở đất xảy ra tại huyện Nguyên Bình. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo huyện Nguyên Bình phối hợp với lực lượng quân khu 1 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành dựng nhà bạt để người dân sớm được chuyển đến sinh sống tạm thời. Sở Giao thông tiếp tục triển khai lực lượng khắc phục các tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo cho giao thông thông suốt. Cùng với đó, tỉnh đã nhận được sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của Bộ Quốc phòng, các cơ quan trung ương, địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Tính đến ngày 15 tháng 9, tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận số tiền hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền trên 54,4 tỷ đồng. Tiếp nhận trên 22.652 tấn gạo, trên 192 tấn hàng nhu yếu phẩm, tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận, tỉnh đã khẩn trương phân bổ 20,5 tấn gạo, gần 151,2 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chiều ngày 16 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp nhận 169 triệu đồng do Quỹ học bổng Thâm Tâm trao hỗ trợ các học sinh bị thiệt hại do cơn bão số 3. Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết, trong đợt mưa bão vừa qua, toàn tỉnh có 9 người là giáo viên và học sinh bị thiệt mạng, 1 người bị thương, 40 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bị sạt lở, nứt đổ, ngập nước, tốc mái. Đại diện Quỹ học bổng Thâm Tâm, nhà văn Hoàng Quảng Uyên chia sẻ khó khăn mất mát của các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của bão số 3. Với mong muốn hỗ trợ, chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Quỹ học bổng Thâm Tâm đã ủng hộ số tiền 169 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh bị thiệt hại nặng nề tại ba huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cảm ơn Quỹ học bổng Thâm Tâm đã có sự quan tâm chia sẻ, động viên kịp thời. Dự kiến số tiền sẽ được phân bổ, hỗ trợ ngay cho các em học sinh mồ côi cha và mẹ do ảnh hưởng thiên tai, mỗi hộ 5 triệu đồng. Hỗ trợ gia đình học sinh bị sập nhà, mỗi hộ 2 triệu đồng. Gia đình học sinh có nhà bị hư hỏng, thiệt hại, mỗi hộ 1 triệu đồng. Sáng ngày 16 tháng 9, đoàn công tác huyện Hà Quảng kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 3 tại xã Thanh Long và xã Ngọc Động. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, 7 xóm với 425 hộ tại xã Thanh Long bị ngập lụt và cô lập. Xã Ngọc Động có 3 xóm với 48 hộ bị cô lập. Các trường học, trụ sở y tế, công an, ủy ban nhân dân xã cũng đều bị ngập sâu. Đến thời điểm hiện nay, các tuyến đường giao thông tại một số xóm vẫn bị ngập nước, chưa đi lại được. Đoàn đã đến kiểm tra công tác cứu trợ tại điểm tập tiếp nhận nhu yếu phẩm tại thị trấn Thông Nông, một số điểm ngập lụt tại xã Thanh Long, đồng thời đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã thường xuyên theo dõi sát mực nước, huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đưa người dân đến nơi an toàn, di dời người dân và tài sản có nguy cơ bị thiệt hại. Với phương châm bảo đảm tính mạng cho người dân phải đặt lên hàng đầu, tiếp tục phân phối các nhu yếu phẩm, lương thực từ các nguồn tài trợ cho các hộ dân bị cô lập. Các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão, thống kê thiệt hại và đề xuất các nguồn hỗ trợ. Đối với những nơi nước đã rút hoàn toàn, cần khẩn trương vệ sinh môi trường, sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho người dân. Sáng ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của huyện Bảo Lạc đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ cho gia đình thân nhân nạn nhân không may gặp nạn do sạt lở đất tại xóm Quẩy Ngoạ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Đoàn đã đến động viên chia buồn cùng gia đình bà Lục Thị Lan ở xóm Nà Đuốn, xã Hồng Trị. Có chồng là Hoàng Văn Xính, không may bị thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại quốc lộ 34, xóm Quẩy Ngoạ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Đoàn đã trao tiền hỗ trợ cho gia đình 20 triệu đồng, trong đó Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 2 triệu đồng, nhà xe Việt Trang hỗ trợ 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2024. Mở đầu phiên họp, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong cơn bão số 3 và tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân tỉnh Cao Bằng khắc phục hậu quả với số tiền gần 17 triệu đồng.
Trong tháng 8 năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp đạt gần 34,42 tỷ đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, thương mại, dịch vụ đạt trên 523 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách được 235 tỷ đồng, đạt 71,7% kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 59,5 tỷ đồng, bằng 15,7% kế hoạch vốn giao. Trong tháng 8 đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng đối với 12 trường hợp với tổng giá trị là 7,7 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có bước phát triển, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những tồn tại hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện các mục tiêu thống nhất nhiệm vụ tháng 9 là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực xây dựng, trật tự đô thị, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường công tác an ninh quốc phòng, đáp ứng tốt yêu cầu ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Sáng ngày 16 tháng 9, đoàn đại biểu huyện Trùng Khánh tổ chức lễ dâng hương dâng hoa hang Ngườm Mạ, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Trùng Khánh và ra mắt công trình thanh niên, số hóa di tích lịch sử Hang Ngườm Mạ. Cách đây 85 năm, ngày 16 tháng 9 năm 1939, tại Hang Ngườm Mạ, xóm Bản Đà, xã Đình Minh, nay là thị trấn Trùng Khánh, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Trùng Khánh được thành lập, gồm 4 đồng chí. Sự ra đời của chi bộ đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở địa phương. Tự hào về truyền thống 85 năm xây dựng phát triển của Đảng bộ huyện, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng ca cấp, quyết tâm phấn đấu xây dựng Trùng Khánh trở thành huyện phát triển nhanh, bền vững. Nhân dịp này, huyện Trùng Khánh ra mắt công trình thanh niên, số hóa di tích lịch sử Hang Ngườm Mạ. Công trình gồm có một mã QR có chứa các nội dung đã được số hóa, gồm 3 phần chính là giới thiệu chung về vị trí địa lý, loại hình di tích, cơ sở pháp lý, giá trị di tích, lịch sử hình thành và Đảng bộ huyện Trùng Khánh 85 năm xây dựng và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, Cao Bằng là một trong những địa phương ở miền núi phía Bắc hứng chịu thiệt hại do hoàn lưu của cơn bão số 3. Do đó, các trường học đã tổ chức đón học sinh trở lại trường muộn hơn so với mọi năm. Sau thời gian khẩn trương khắc phục hậu quả của mưa lũ, hôm nay ngày 16 tháng 9, học sinh và giáo viên của các trường hân hoan chào đón những tiết học đầu tiên của năm học mới, ghi nhận của phóng viên tại địa bàn thành phố Cao Bằng. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, trong sáng nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đón học sinh quay lại trường học với 16.115 em học sinh. Hiện trên địa bàn thành phố có 32 trường học với 466 lớp. Các trường tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh trường học, điều kiện về điện, nước cùng các điều kiện về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở quán triệt học sinh tham gia giao thông đúng quy định. Tại trường mầm non mùng 1 tháng 6 thành phố, vào đêm ngày mùng 8 tháng 9, rạng sáng mùng 9 tháng 9, nước dâng cao làm ngập úng các lớp học tầng 1. Nhà trường đã huy động lực lượng đội ngũ giáo viên cũng như các đơn vị hỗ trợ để tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp, dọn sạch bùn đất để sẵn sàng đón các em vào học. Năm nay nhà trường có 12 lớp với 364 học sinh. Là ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ hè, cũng như do trường bị ngập úng, toàn thể học sinh và giáo viên nhà trường đều có chung cảm xúc hân hoan và vui mừng. Các tiết học được thầy cô nhà trường thiết kế với hoạt động vui chơi theo nhóm, tạo cho trẻ tâm lý thoải mái khi bước vào các tiết học đầu tiên của năm học mới. Đây có lẽ là một cái năm học mà thời gian nghỉ hè của các cháu dài nhất. Sau ngày khai giảng thì lại ảnh hưởng đến bão số 3 luôn. Sau đó rồi thì cũng nhận được các cái công văn chỉ đạo của bộ, của sở cũng như là phòng giáo dục đào tạo thành phố để đảm bảo các cái điều kiện an toàn cho các cháu. Thì các đơn vị nhà trường đang tạm dừng cho trẻ đến trường để phòng chống bão lũ. Và đến ngày hôm nay thì thực sự các cháu mới quay trở lại trường. Về thời gian nghỉ dài cho nên khi các con quay trở lại trường thì các con cũng rất là háo hức. Và toàn thể tất cả các bậc phụ huynh thì đều đưa đón con rất đúng giờ. Và các con thực hiện nội dung đầu tuần trong một không khí rất là hồ hởi và trang nghiêm với những cái hoạt động như là hát quốc ca đầu tuần và tham gia các hoạt động trong chế độ sinh hoạt của các con. Và hiện tại thì chúng tôi đã kiểm tra tất cả các nhóm lớp thì toàn bộ tất cả các cháu đã đi vào nề nếp và các học sinh cũng đã thực hiện tất cả các hoạt động theo chế độ. Trong đợt lũ, nước sông dâng cao khiến nhà của em La Thị Kim Thoa lớp 9A, trường trung học cơ sở Tân Giang bị cô lập với bên ngoài. Ngay sau khi nước rút, em đã được trở lại trường học cùng thầy cô và các bạn.
Em thì là ở tổ 4 phường Duyệt Trung, do địa hình ở ven sông nên là nước mực nước sông dâng cao nên nhà em bị cô lập ở trong 3 ngày. Sau khi mà nước xuống mà sợ được trở lại trường thì em cảm thấy rất là vui và hân hoan ạ, rất là hào hức. Và trong năm học mới em sẽ cố gắng đạt được nhiều thành tích học tập và kết quả tốt hơn. Do địa hình nằm ở vị trí cao, tại trường Trung học cơ sở Tân Giang đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất từ ta luy dương xuống cổng sau của trường. Nhà trường đã chủ động làm hàng rào và biển cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho học sinh. Với những cuốn sách vở và những bộ đồng phục mới, 388 học sinh của nhà trường đã bước vào những buổi học đầu tiên đầy hào hứng. Trong những học đầu tiên của năm học 2024-2025, thì nhà trường đã khai giảng năm học vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Nhưng tuy nhiên là bắt đầu để chuẩn bị cho cái tuần học đầu tiên thì lại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, thì thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên thì nhà trường đã cho học sinh nghỉ học từ ngày 9 tháng 9 đến hết ngày 13 tháng 9. Thì qua kiểm tra vào cái ngày 13 tháng 9 năm 2024 để chuẩn bị cho học sinh đến trường thì cũng phát hiện ra cái ta luy của nhà trường ở phía cổng sau ấy, thì cái kia thì mấy năm trước thì nó có sạt lở nhưng mà cái hiện tượng nó sạt lở ít thôi, nhưng mà cái năm nay thì do là ảnh hưởng của mưa bão quá là nhiều thì cái ta luy đó sạt lở khá là nghiêm trọng, ảnh hưởng không an toàn cho học sinh khi đến trường. Thì với cái sự nguy hiểm đó thì nhà trường thì cũng đã phối kết hợp kịp thời với lại thứ nhất là lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo thành phố, thứ hai là đối với lãnh đạo của Ủy ban nhân dân phường Tân Giang thì đã có những phương án xử lý để mà làm sao đảm bảo cái sự an toàn cho học sinh khi đến trường. Cơn bão số 3 đã đi qua, các sinh hoạt đang dần trở lại như thường nhật. Các em học sinh lại hân hoan đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè. Dù vẫn còn nhiều gian khó do hậu quả của thiên tai, nhưng các thầy cô giáo và các em học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm học 2024-2025. Thưa quý vị và các bạn, với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, người dân khắp cả nước đã và đang có những việc làm thiện nguyện để chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng của thiên tai ở miền Bắc, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Đã có hàng trăm tấn hàng nhu yếu phẩm được chở đến để ủng hộ bà con vùng lũ. Để nguồn hỗ trợ ý nghĩa này đến tận tay bà con đang bị thiệt hại bởi thiên tai, nhiều tình nguyện viên đã sẵn sàng gác lại mọi công việc cùng các cơ quan đơn vị chức năng tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm. Thưa quý vị và các bạn, để bà con vùng lũ nhận được những nhu yếu phẩm cứu trợ thì rất cần có những chuyến xe chở hàng như thế này. Họ đã không quản ngại đường xá xa xôi, thậm chí cả nguy hiểm đến tính mạng để đến với Cao Bằng, mang theo những nhu yếu phẩm hàng hóa của người dân khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến bà con vùng bị thiệt hại. Và ngay cạnh tôi đây là một anh chủ xe. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của anh về chuyến đi này ạ. Tôi đi ra đây từ 10 giờ sáng ngày hôm qua và có mặt tại thành phố Cao Bằng là lúc 5 giờ sáng. Thì khi lên đây thì đường xá nó khó đi lắm, sạt lở rồi đường đèo dốc nguy hiểm, đi xe thì trơn trượt. Nhưng mà lên đến đây rồi thì cảm xúc của tôi thì rất là vui vì khi cũng đã mang hết những cái tâm tình của bà con người Quảng Bình để mà ra đây trao tới người dân gặp thiệt hại do lũ quét ở Cao Bằng. Thì tôi cũng mong là bà con ở Cao Bằng thì sẽ sớm vượt qua được nỗi đau mất mát và sớm khắc phục được hậu quả do thiên tai và lũ lụt để lại. Đã có hàng trăm những người lái xe như anh Thuận. Họ sẵn sàng tạm gác lại việc kinh doanh, kiếm tiền nuôi sinh, gác lại mọi bộn bề công việc gia đình để lên đường, vượt hàng nghìn cây số, đem hàng cứu trợ đến Cao Bằng. Những chiếc xe gắn lá cờ đỏ sao vàng và dòng chữ chuyến xe không đồng hướng về miền Bắc. Xe chở hàng cứu trợ đồng bào bị bão lũ, cứ thế nối đuôi nhau băng qua những địa hình đồi núi, những cung đường hiểm trở, không quản ngại mưa nắng, ngày đêm, mang hàng cứu trợ, trao tận tay bà con vùng lũ. Từ khi phát động kêu gọi ủng hộ người dân vùng thiên tai, trung bình mỗi ngày Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhận được 20 đến 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Để hàng cứu trợ được đến tay bà con một cách nhanh nhất, đáp ứng được đúng nguyện vọng
phù hợp nhu cầu của từng địa phương, lực lượng tình nguyện viên sẽ phân loại, bốc dỡ hàng hóa cứu trợ, vận chuyển lên các xe hàng. Công việc chứa đựng tấm lòng yêu thương, mong muốn góp sức của mình trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai của các tình nguyện viên. Với tinh thần là đồng hành, đồng cảm và tất cả hướng về khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, chúng tôi luôn cố gắng, quyết tâm, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ nhanh chóng nhất để vận chuyển hàng nhu yếu phẩm, hàng hóa đến với bà con, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, khắc phục được khó khăn trong giai đoạn này. Trong những ngày qua, đã có rất nhiều lượt tình nguyện viên sẵn sàng đến hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Họ là những em học sinh, những người lao động, là những cán bộ, công chức. Tất cả đều chung một mục đích, hướng về bà con vùng lũ với cả tấm lòng. Đối với công đoàn viên chức tỉnh thì với đặc thù là chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Do vậy, cho nên hôm nay là ngày chủ nhật thì các đoàn viên công đoàn của công đoàn viên chức đã tình nguyện đến tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh để hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm cứu trợ để đảm bảo đến được với những người dân đang gặp khó khăn, muôn vàn khó khăn ở tại các vùng bị thiệt hại, bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 gây ra. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hình ảnh các đoàn tình nguyện viên từ khắp mọi miền của Tổ quốc gấp rút lên đường hỗ trợ vùng bị thiên tai. Hình ảnh những em học sinh tuổi nhỏ nhưng góp sức khuân vác đồ cứu trợ. Hình ảnh mỗi chuyến xe lên đường, mỗi món quà được gửi trao đều thắm đượm tình cảm, những lời nguyện cầu bình an với người dân vùng lũ. Miền Bắc xa xôi, ý chí ta lên nút chơi, bão đã qua rồi. Theo tổng hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tính đến 17 giờ chiều nay 16 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận gần 67 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân cả nước ủng hộ bà con bị thiệt hại do bão lũ. Trong đó tiếp nhận qua kênh chuyển khoản và tiền mặt là trên 63 tỷ đồng. Tiếp nhận hiện vật gồm trên 25,1 tấn gạo và gần 210.500 tấn hàng nhu yếu phẩm, với tổng trị giá khoảng hơn 3,8 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã huy động lực lượng tình nguyện viên phân loại hàng hóa, bốc xếp vận chuyển hàng cứu trợ đến tận tay bà con vùng bị thiệt hại bởi thiên tai. Cụ thể, trong 6 ngày từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 9, Mặt trận Tổ quốc đã phân bổ trên 24,3 tấn gạo, gần 164,7 tấn hàng nhu yếu phẩm gửi đi các huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng, Quảng Hòa, Thạch An, Hạ Lang, Trùng Khánh và thành phố Cao Bằng. Để đảm bảo tính minh bạch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đăng tải, công bố cập nhật danh sách các tập thể, cá nhân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tài khoản ngân hàng của Agribank trên website ubanmattran.caobang.gov.vn để người dân tham gia theo dõi, giám sát. Vào dịp Tết Trung Thu, đối với mỗi gia đình, bánh nướng, bánh dẻo mang hương vị truyền thống thơm ngon là thứ không thể thiếu. Chính vì vậy, những cơ sở sản xuất bánh Trung Thu gia truyền đã và đang góp phần gìn giữ hương vị bánh Trung Thu truyền thống. Vào những ngày này, cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Hương Lan, Ông Hội, thành phố Cao Bằng bắt đầu nhộn nhịp. Gia đình chị Trần Thu Lan đã làm bánh Trung Thu được hơn 30 năm nay. Giữa biến động của thị trường với nhiều thương hiệu bánh nổi tiếng, thì gia đình chị vẫn giữ cách làm truyền thống. Sự cầu kỳ tỉ mỉ trong quy trình làm bánh đã giúp thương hiệu của gia đình có chỗ đứng trên thị trường. Gia đình chị tập trung vào sản xuất bánh Trung Thu hương vị truyền thống như bánh thập cẩm, bánh đậu xanh, để có những chiếc bánh ngon với hương vị cổ truyền độc đáo, thơm ngậy, mềm dẻo. Các công đoạn chọn bột cho đến làm nhân, rồi đổ khuôn, tất cả đều được làm thật tỉ mỉ, khắt khe, tuân thủ quy trình kỹ thuật. Cơ sở sản xuất bánh Trung Thu Hương Lan Ông Hội sản xuất trên 30 năm rồi, nhưng mà chủ yếu vẫn là sản xuất bánh cổ truyền, truyền thống là bánh thập cẩm và bánh nướng truyền thống, nhân truyền thống thập cẩm. Thì vẫn là bà con vẫn là ưa chuộng nhất, nên mà nhà tôi cũng chú trọng về loại nhân đó.
là nơi sản xuất bánh trung thu truyền thống lâu năm, bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, thì chất lượng bao bì cũng được cơ sở chú trọng lựa chọn cho phù hợp với xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng. Để đáp ứng theo nhu cầu của mỗi khách hàng, thì cơ sở sản xuất cũng đã chủ động nghiên cứu, sản xuất thêm một số loại nhân mới như nhân mè đen, tàu xá, nhân mặn, gà quay, trứng muối để người tiêu dùng có thêm được nhiều sự lựa chọn. Năm nào trước khi bắt đầu vào công việc chính, vào vụ trung thu, thì cơ sở sản xuất bánh trung thu đã cho tất cả nhân viên đi tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và đã được đi kiểm tra sức khỏe từng người một. Năm nay, cơ sở sản xuất này cung cấp ra thị trường khoảng 15.000 chiếc bánh. Thay vì số lượng, thì đơn vị vẫn chọn chất lượng để đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng là tốt nhất, an toàn nhất. Bánh trung thu không chỉ là món ăn, mà còn là biểu tượng của sự đoàn viên và sum vầy. Nghề làm bánh trung thu không chỉ mang đến giá trị kinh tế, mà còn hàm chứa những nét đẹp, tinh hoa văn hóa ẩm thực. Vị bánh dân dã, gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ, đã được những người làm nghề cố gắng giữ gìn cho thế hệ mai sau. Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.